Chúng ta bây giờ hãy nói tới sàn Binance đi. Gần đây đó thì có thể nhiều bạn đã nhận được nhiều thông tin tương tự như là chúng ta nghe nó thông tin đến từ Cayman Islands đến từ Nhật Bản, đến từ Thái Lan và thậm chí đến từ nước Anh liên quan đến sàn Binance gặp nhiều trắc trở về các phương diện pháp lý ở những cái nơi mà chúng ta mới vừa nói đến. Thậm chí chúng ta thấy được là những nơi như là ở cái quận hạt Ontario của Canada cũng có những thông tin tương tự là Binance không hoạt động được. Thì tình hình Binance như thế nào? Tại vì Binance là một cái sàn rất là lớn và nhiều bạn sử dụng. Thì cái thông tin mà tôi mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay là một cái thông tin được chia sẻ bởi CZ có nghĩa là Binance CEO và đây là thông tin được chia sẻ trên cái blog của Binance thì thùng đã tóm tắt lại trên những màn xã hội như mà nào mà đã đọc thì cũng đã thấy được một số những thông tin nhưng mà chúng ta sẽ nói tới những thông tin này trước sau đó chúng ta nói tới một số những thông tin liên quan để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình của sàn Binance hiện bây giờ thì chúng ta được là CZ viết một lá thơ trên Binance blog nói về các sự kiện pháp lý gần đây Tóm tắt lại đó, CZ nói là Binance đã và vẫn đang làm việc với các chính phủ mọi nơi và chấp hành mọi yêu cầu pháp lý. Thứ nhì, tiền khách hàng nên lúc nào cũng được đảm bảo tốt hay gọi còn gọi là SAFU. Thứ ba, Binance nói là đã giúp nhiều cơ quan chính phủ hỗ trợ hơn 5.600 vụ điều tra liên quan đến tiền điện tử. Thứ tư, Binance nói là họ đang tăng cường nhân viên cho bộ phận pháp lý và quản lý rủi ro pháp lý của công ty. Thứ năm, Binance nói là việc ngân hàng Barclay gần đây đó có thông tin ngày hôm qua là không cho phép khách hàng nạp tiền vào sàn Binance Đây là một sự hiểu lầm Barclay là một ngân hàng mà không cho người Anh nạp tiền vào Thì Binance nói đây là một sự hiểu lầm vì cái thông báo Chúng ta đã nói tới trong một video tuần vừa rồi đó liên quan đến cơ quan kiểm soát tài chính của nước Anh Thì chỉ có hiệu lực với công ty BML mà thôi, có nghĩa là Binance Market Limited Thì thì bây giờ đó các bạn hiểu được những điều này nghĩa là sao nghĩa là các bạn thấy là Binance trong cái bài viết này nó một số điều thứ nhất đó, là liên quan đến cái số tiền mà đang để trên sàn Binance lúc nào Binance cũng nói là họ có một cái quỹ quản lý rủi ro gọi là cái quỹ Safu thì đây là cái quỹ mà đã có từ rất lâu có từ năm 2018 hồi tháng 7 của năm đó thì Binance đã ra cái thông báo đây là thông báo chính thức của Binance năm 2018 nói là 10% của tất cả những cái phí giao dịch mà Binance nhận được đó thì 10% đó sẽ đi riêng ra cho một cái quỹ và để cho một cái ví chữ lạnh cái số tiền này dùng nó làm gì dùng để mà trả cho những cái người khách hàng nếu như mà có sự cố đáng tiếc xảy ra có nghĩa là nếu như sàn bị hack hay vấn đề gì đó thì sẽ có một cái số tiền để riêng ra để mà trả cho khách hàng đây là điều được nói tới bởi sàn Binance và đây cũng là một trong những lý do tại sao mà sàn Binance trở nên lớn mạnh và được nhiều người tin tưởng tại vì sàn Binance đã riêng một cái số tiền mà tính tới bây giờ đó Binance cũng đã từng gặp một số những sự cố nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì bất cứ sự cố nào số tiền của người ở trên sàn binance đều không bị ảnh hưởng tại vì họ đã có cái quỹ này và tính tới bây giờ quỹ này có thể rất là lớn rồi đương nhiên chúng ta không biết được là trong quỹ có bao nhiêu nhưng mà những sự cố chúng ta thấy là mấy chục triệu thì sàn binance đều có thể giải quyết được đây là cái điều được nói đến bởi cg điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến uh, sàn Binance nói là đã và vẫn đang làm việc với các cơ quan chính phủ khắp nơi thì một trong những điều mà sàn Binance.com đang làm đó là họ đang tăng cường để mà mướn thêm nhiều người trong cái bộ phận pháp lý và quản lý rủi ro pháp lý của sàn Binance và thực kia mà nói bộ phận này đã, đã tăng 500% trong như một năm vừa qua họ đã cố gắng đi tìm kiếm mướn những người mà trước đây làm việc cho những cơ quan của những quốc gia khác nhau để tư vấn cho họ như là các bạn thấy được là họ mướn những người như dẫn đầu những cơ quan pháp lý à, của nước Anh à, ngay cả những người mà đã từng làm cho cơ quan pháp lý của Hoa Kỳ cũng đã được mướn bởi sàn Binance để mà hỗ trợ họ thậm chí họ còn có thể mướn thêm rất nhiều người để mà hỗ trợ về cái việc xử lý những cái ticket tại vì họ biết là gần đây rất nhiều người chờ đợi 2-3 tháng trời mới được trả lời những cái ticket dở liên quan đến sàn Binance đây là vấn đề mà họ muốn xử lý và họ cũng nói được đó là trong cái khoảng thời gian là 4 năm qua khi mà sàn Binance hoạt động đó thì họ đã giúp đỡ rất nhiều những chính phủ khắp nơi bất cứ một cái đề nghị nào liên quan đến là hỗ trợ điều tra thì sàn Binance đều hỗ trợ và họ nói là họ đã hỗ trợ tổng cộng hỗ trợ cục thuế Hoa Kỳ hỗ trợ bộ pháp lý của nước Anh vân vân tổng cộng đã hỗ trợ 5.600 vụ điều tra có nghĩa là trong vòng năm 2021 này thôi đã là 5.600 vụ điều tra rồi chứ đừng nói tới những năm trước đó và một năm trước đó đó cái số lượng chỉ là phân nửa số này mà thôi có nghĩa là sàn Binance CG nói lúc nào cũng muốn hỗ trợ và làm việc với chính phủ hết cái vấn đề ở đây bây giờ đó là chúng ta nghe nói tới nhiều thông tin liên quan tới sàn Binance bị nơi này cấm nơi kia cấm à, và gần đây nhất nhé, cái thông tin chúng ta nhận được là hồi sáng này ra nhiều bạn cũng đã biết là thông tin liên quan đến cái ngân hàng Sapper đây là một ngân hàng mà cho người dân gửi đồng euro vào trong sàn Binance, gửi tiền mặt vào trong sàn Binance, thì bây giờ sàn Binance đã ngưng không có cho sử dụng ngân hàng này để mà gửi tiền trực tiếp vào sàn Binance nữa. Tuy nhiên, rút ra thì vẫn được, nhưng mà gửi vào thì tạm thời ngưng và sàn Binance nói là họ sẽ có một cái giải pháp mới hiện bây giờ những người nào mà sống mà sử dụng đồng euro đó thì vẫn có thể dùng cái thẻ ngân hàng hay là cái thẻ tín dụng để mà mua trên sàn Binance chỉ là không gửi tiền mặt vào được mà thôi. Rút ra vẫn được thì. Họ nói là gần đây đó chúng ta thấy cái thông tin liên quan tới ngân hàng Barclays nói là sẽ không có cho khách hàng của mình nạp tiền vào sàn Binance.com. Đây là một cái sự hiểu lầm tại vì á FCA nghĩa là cái ban giám sát tài chính của nước Anh thì chia sẻ một cái thông điệp tôi nói chia sẻ tôi nhiều rồi nói là không có cho sàn Binance Market Limited tiếp tục hoạt động nhưng mà sàn BML đó Binance Market Limited là một cái sàn hoàn toàn khác Không có phải là cái sàn Binance.com Họ mua lại cái công ty và đổi tên thành Binance Market Limited Và chuẩn bị để có thể tích hợp BML những cái sản phẩm đó với lại Binance.com Nhưng mà điều đó vẫn đang xảy ra Cho nên cái thông báo từ FCA, ban quản lý tài chính của nước Anh ấy, Thì không có hiệu lực đối với Binance.com Cho nên họ không biết lý do tại sao Mà Barclays lại không cho khách hàng nạp tiền Vào Binance.com trong khi mà cái thông báo FCA không liên quan đến vấn đề này đây là một vấn đề mà sàn Binance sẽ và đang giải quyết trong thời gian tới đây liên quan tới cho người Anh cũng như là cho người ở châu Âu tiếp tục nạp tiền vào trong sàn Binance. Và những thông tin chúng ta nhận được gần đây đó thì uh, tuy là chúng ta thấy là nhiều thông tin liên quan đến sàn Binance bị chắc chờ pháp lý nơi này nơi kia thì uh, có hai lý do tại sao mà chúng ta nghe nói tới tên Binance quá nhiều gần đây. Thực ra mà nói là những cái thông tin liên quan đến là những cái nơi khác nhau không cho sàn này hoạt động, không cho sàn kia hoạt động đó là áp dụng với tất cả các sàn chứ không phải chỉ riêng là Binance mà thôi bất cứ một sàn nào mà không có đi theo khuôn khổ pháp lý của địa phương thì sẽ không được tiếp tục hoạt động nhưng mà tại sao tôi nghe nói tới thông tin liên quan tới Binance tại vì các bạn thấy được đây là một sàn rất là lớn có thể nói được là chúng ta nhìn vào xếp hàng của con thì trong vòng 24 giờ vừa qua các bạn thấy được là sàn mà có cái số lượng giao dịch đứng thứ nhất bây giờ là 15 tỷ đô la đó chính là sàn Binance, sàn Coinbase đứng thứ nhì mà chỉ có khối lượng dịch là 1,7 tỷ mà thôi có thể nói là sàn Binance khối lượng dịch nhiều hơn Coinbase rất là nhiều và Coinbase là thứ hai, FTX, BitMEX, Kraken, Bitfinex, Binance US Binance US tuy là có tên Binance nhưng mà CZ cũng nói rõ là Binance US tuy là CZ là ở trong cái hội đồng quản trị của Binance US nhưng mà CEO là Brian Brooks và trên mặt pháp lý đó đây là hai sàn pháp lý khác nhau có nghĩa là sàn Binance US chỉ đương nhiên là phục vụ người Hoa Kỳ mà thôi người Hoa Kỳ chỉ được sử dụng Binance US chứ không được sử dụng sàn Binance Với điều mà chúng ta đã nói tới từ năm 2019 rồi thì các bạn sẽ được là sàn Binance sẽ đứng đầu đương nhiên tất cả những thông tin thì mọi người đều nhắm vào sàn Binance hiện bây giờ một điều nữa là sàn Binance không giống như những sàn khác các bạn thấy được là sàn Coinbase chủ yếu hoạt động ở Hoa Kỳ và một số những quốc gia như là một số những quốc gia ở châu Âu cũng như là nước Canada nhưng mà trên căn bản Coinbase là cái sàn mà chủ yếu hoạt động ở Hoa Kỳ mà thôi đó là cái phần lớn giao dịch là đến từ Hoa Kỳ không giống như là sàn Binance, sàn Binance đã có mặt từ năm 2017 và cái mà họ muốn làm đó, đó chính là cung cấp dịch vụ khắp mọi nơi nhưng mà cái vấn đề là luật liên quan đến tài chính mỗi nơi mỗi khác mỗi nơi mỗi khác cho nên bây giờ họ gặp vấn đề liên quan đến pháp lý cũng không gì gọi là lạ tại vì các bạn thấy được là nhiều người thì nói là Binance à, bị cấm hoạt động ở nước này nước kia nhưng mà các bạn thấy được là Coinbase cũng gì mà thôi Coinbase cũng không có hoạt động ở một số những quốc gia tại vì sao tại vì họ cũng không có giấy phép hoạt động ở cái nơi đó đây là điều mà giống nhau trong những cái sàn Chỉ có là bây giờ các bạn thấy được là liên quan đến pháp lý đó thì quá rắc rối Cho nên thường nghĩ là trong tương lai sàn Binance nếu như mà họ muốn hoạt động khắp mọi nơi đó Thì thường nghĩ là họ cần phải có nhiều cái sàn Binance khác nhau Có thể họ cần một cái sàn Binance Canada để hoạt động riêng ở Canada Và sẽ đi theo khuôn khổ pháp lý của Canada và họ sẽ có một sàn Binance hoạt động ở châu Âu hay là một sàn Binance hoạt động ở châu Á sẽ khác nhau hoàn toàn thì đương nhiên Họ cần phải làm gì? Tại vì nếu như mà họ chỉ có một sàn Binance thôi mà họ cần phải đi theo khuôn khổ pháp lý của tất cả những nơi khác nhau thì sẽ rất là phiền phức và cũng như làm ảnh hưởng đến những người mà không có trong cái vùng đó như là giả sử như ở châu Âu có một cái đề nghị nào đó mà các bạn ở châu Á thì đương nhiên các bạn không muốn đi theo cái lực đó tại vì các bạn đâu có liên quan tới lực đó đâu thì có thể là họ cần phải có nhiều sàn Binance khác nhau đi theo khuôn khổ pháp lý của những nơi khác nhau giống như các bạn thấy được là trong thời gian tới đây sàn Binance nói là sẽ có một sàn Binance UK tương tự như là Binance US, họ sẽ có một sàn Binance UK để phục vụ người của nước Anh. Thì đây là thông tin liên quan đến sàn Binance tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tại sao gần đây chúng ta lại nghe nói tới nhiều thông tin như vậy? Điều mà chúng ta nhận được ngày hôm nay đó đó chính là liên quan đến tiền các bạn gửi trên sàn. Thì hiện bây giờ vẫn được tiếp tục đảm bảo tốt và những nơi nào mà chính phủ ra cái lệnh là không cho sàn Binance hoạt động thì họ sẽ nhanh chóng để mà đi theo cái đề nghị đó và họ sẽ nhanh chóng để mà nộp giấy tờ để có thể tiếp tục phục vụ những khách hàng ở những cái nơi đó. Đây là điều mà được chia sẻ bởi CZ, tôi muốn tóm tắt lại cho những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về tình hình của sàn Binance hiện bây giờ. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một số thông tin liên quan tới những quốc gia đi. Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nói tới thông tin đến từ India như là Ấn Độ thì uh, các bạn có thể biết là trên channel Thuận Capital các bạn đã tìm thấy rất là nhiều những cái video thuận làm về Ấn Độ thật sự mà nói là Ấn Độ cũng giống như Trung Quốc trong vòng nhiều năm qua đó thì có những cái suy nghĩ hôm nay những như thế này ngày mai nghĩ thế kia liên quan tới Bitcoin liên quan tới crypto có lúc nói là không thích thì có lúc đó là thích có lúc nói là cấm có lúc nói là không cấm nhưng mà trên căn bản đó thì uh, những tài liệu trên nhận được ngày hôm nay uh, thì uh, thông tin là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ấn Độ sẽ đưa ra một cái dự lực liên quan đến crypto có nghĩa là sao? Có nghĩa là không cấm quản lý mà thôi thì có nghĩa là cái nguy cơ mà crypto bị cấm ở Ấn Độ hầu như đã không còn Thật ra mà nói đó, năm nay đã là năm 2021 rồi Những quốc gia nào mà muốn cấm crypto đó thì họ đã cấm rồi Chứ không có phải là nó tới nó lui cho đến ngày hôm nay Cho nên tất cả những quốc gia hiện bây giờ không được cấm thì không lý do gì nghĩ là họ sẽ cấm nhưng mà họ có thể đưa ra những cái luật để mà quản lý thị trường này và thật ra mà nói có luật rõ ràng không phải là điều xấu có luật rõ ràng thì sẽ làm cho những nhà đầu tư an tâm hơn những người mà muốn mở công ty trong thị trường này muốn tổ chức những cái dự án họ cũng sẽ an tâm hơn khi mà họ hiểu được cái luật rõ ràng trong thị trường này bây giờ thông tin mà nhiều người chia sẻ ngày hôm nay là ấn độ sẽ có luật để mà quản lý cũng như là nhiều quốc gia khác mà thôi sẽ không có cấm crypto không cấm bitcoin đây là cái thông tin mà cũng được nhiều người chia sẻ nên tôi cũng muốn dành thời gian để mà nói với các bạn kế tiếp một thông tin cũng rất là được ưa chuộng ngày hôm nay đây chính là thông tin liên quan tới nước Argentina thì dựa theo thông tin thì hạ viện của Argentina một trong những nghị sĩ ở hạ viện thì sẽ đưa ra một cái dự luật và dự luật này đó nói là có thể cho người dân của Argentina một số những cái người lao động trong một số ngành đó, có thể nhận được trả lương bằng crypto và cũng có thể là lựa chọn là một là crypto hay là lựa chọn nhận đồng Argentine pesos thì chúng ta có thể biết là Argentina là một trong những quốc gia mà cũng có những cái đợt khủng hoảng tài chính à, cũng như là liên quan đến cái việc là lạm phát cũng rất là cao cho nên đối với nhiều người đó thì họ cảm thấy là nhận lương bằng crypto đó thì không có nhiều hứng thú họ cảm thấy được là nhận lương bằng đồng của mình sau đó dùng một crypto cũng như vậy mà thôi Tại sao lại là một cái vấn đề mà nhiều người quan tâm? Tại vì các bạn sống ở một quốc gia mà các bạn không có bị những cái trường hợp là siêu lạm phát, không có bị những cái trường hợp là tiền các bạn nhận lương xong đó là một tuần sau đó mức giá liên tục. Các bạn không có nằm trong những trường hợp đó cho nên các bạn mới cảm thấy là bình thường. Hay là các bạn không có nằm trong những cái trường hợp mà các bạn lãnh lương xong, các bạn tới ngân hàng để mà rút tiền thì ngân hàng lại hạn chế các bạn một ngày rút được bao nhiêu mà thôi và các bạn phải xếp hàng tại vì quốc gia đang hạn chế việc người dân rút tiền các bạn thấy được đây là những điều mà đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia chỉ là những người nào mà cảm thấy là không cần thiết để mà được trả lương một crypto tại vì các bạn đang sống ở một quốc gia rất là tốt không có bị những cái sự khủng hoảng liên quan đến tài chính cũng như là khủng hoảng liên quan đến chính trị cho nên đây cũng là một cái thông tin cũng rất nổi bật ngày hôm nay À, một thông tin khác nữa đó chính là liên quan đến công ty Visa. Thì công ty Visa nói là trong năm 2021 này đã chỉ mới có 6 tháng thôi thì những người mà sử dụng những cái thẻ tín dụng mà liên quan đến crypto đó đã tăng lên và tổng số tiền mà được sử dụng đó là lên tới 1 tỷ đô la. Họ đề quyết 1 tỷ đô la của người dân sử dụng những thẻ tín dụng mà kết nối với những cái công ty crypto thì đương nhiên các bạn thấy được là một tỷ đô la con số rất là lớn và đương nhiên cái phần của công ty Visa nhận được lợi nhuận cũng rất là cao à, và bây giờ thì công ty Visa lại rất là thích thị trường crypto này trước đây đó công ty Visa là một trong những công ty mà rất là ghét thị trường crypto đương nhiên các bạn thấy được là họ là công ty à, cung cấp phương tiện thanh toán thì đương nhiên crypto cũng là một phương tiện có thể dùng để thanh toán được cho nên không lý do gì mà Visa thích nhưng mà ngược lại bây giờ đó họ lại cảm thấy được là họ có thể kết nối mạng lưới Visa của mình với những công ty crypto cho những khách hàng đó sử dụng crypto trực tiếp thông qua cái thẻ Visa thì họ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích cho nên bây giờ đó công ty Visa rất là thích thị trường crypto này các bạn thấy được là lợi nhuận có thể thay đổi tất cả cho nên bây giờ chúng ta mới thấy nhiều ngân hàng, nhiều những nghị sĩ, nhiều những cái công ty đột ngột nói thích thị trường crypto này tại vì lợi nhuận rất là cao và trong thời gian tới đây đó họ nói tổng cộng là họ có thêm 50 đối tác mới trong đó có những cái đối tác lớn mà đang thực hành đó chính là sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi Ứng dụng link có lại các bạn cũng đã biết chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều lần Thì BlockFi và Coinbase cũng sẽ có cái thẻ Visa sắp sửa được phát hành Đây là thông tin liên quan tới Visa mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Kế tiếp đó, thì một thông tin khác cũng được chia sẻ rất là nhiều Đó chính là liên quan đến Crypto.com Thì thông tin này thật ra mà nói đó là Crypto.com họ đã có một cái hợp đồng với lại uh, UFC có nghĩa là Ultimate Fighting Champion đây là cái hợp đồng liên quan đến cái nơi mà thường tổ chức những cái đợt đánh vô đài đó thì Crypto.com sẽ là một cái đối tác và cái thương hiệu Crypto.com sẽ được có mặt trên những cái trận đánh vô đài này và dựa theo một số người nên thì nói là trong vòng 10 năm đây là cái hợp đồng 10 năm và tổng chi phí là 175 triệu đô la Crypto.com đó là một công ty cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số mà có hơn 10 triệu người sử dụng và bắt đầu là từ ở Hồng Kông thì công ty crypto com này đó trước đây cũng đã có những cái đối tác tương tự như là Formula One. cái nơi mà tổ chức những cuộc đua xe đó và cũng đã ký hợp đồng là khoảng chừng 100 triệu đô la thì đây là một cái thông tin liên quan đến crypto com à, họ đã bỏ ra một số tiền để được uh, có thương hiệu của mình trên những cái uh, trận đấu này. Đương nhiên đây là một cách mà quảng cáo tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới. Và thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Ngày hôm qua chúng ta đã nói tới một nghị sĩ ở Alabama Đó chính là Barry Moore Thì nghị sĩ Barry Moore này đó đã nói là đang lưu trữ đồng Ethereum Cardano và Dogecoin à, Kế đó thì chúng ta cũng đã nhớ là cách đây không bao lâu Thì nghị sĩ Cynthia Loomis à, của Hoa Kỳ cũng đã nói là đang lưu trữ đồng Bitcoin Bây giờ chúng ta lại có thêm một nghị sĩ nữa Đó chính là nghị sĩ Pat Toomey Thì nghị sĩ Tha thì nghị sĩ Pat Toomey này nói đó là ông đã mua quỹ đầu tư Ethereum và Bitcoin thông qua công ty Grayscale nghĩa là ông ta đang nắm giữ cổ phần của Grayscale Ethereum Trust và Grayscale Bitcoin Trust Càng ngày chúng ta lại càng thấy là có nhiều những cái nghị sĩ của Hoa Kỳ đầu tư crypto đây liều mà các bạn muốn thấy Càng ngày càng nhiều người kiếm được lợi nhuận từ crypto như là những công ty như là Visa Càng ngày càng nhiều ngân hàng kiếm được lợi nhuận từ crypto như là họ cung cấp những dịch vụ như là lưu trữ tiền kỹ thuật số hay là cung cấp dịch vụ mua bán cho những khách hàng của họ càng ngày càng nhiều nghị sĩ đầu tư tiền cược số thì càng tốt cho thị trường này càng nhiều người có lợi ích từ thị trường này họ sẽ bảo vệ lợi ích của họ đây là điều chúng ta muốn thấy là nhiều nhà đầu tư nhiều công ty nhiều tổ chức họ lưu trữ crypto và họ sẽ bảo vệ lợi ích của họ thị trường này mới đứng vững được trong thời gian dài và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và phần cuối video dành riêng những bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết những cái ưu đãi cho cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là LMT và đặc biệt thì có một cái hợp tác giữa kênh thuận capital và end review Những bạn nào mà muốn nhận được tín hiệu trade hoàn toàn miễn phí có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình đăng ký group tín hiệu trade hay là các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn FTX, sàn Binance US đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là sàn Coinbase ứng dụng landing BlockFi, đây là ứng dụng landing có lại các bạn có thể gửi tiền trực số và nhận lại hàng tháng cũng như là tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng và một lần nữa thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn